Thưa quý vị, tối ngày 21 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đồng chủ trì lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Chặng đường chứng kiến đất nước Việt Nam hồi sinh từ đổ nát của chiến tranh, thực hiện đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển, đạt mức thu nhập trung bình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, ngay từ những ngày đầu kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và lãnh đạo các nước đề nghị công nhận nền độc lập của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn gia nhập và khẳng định sẵn sàng tham gia các công việc của Liên Hợp Quốc. Cho tới ngày 20 tháng 9 năm 1977, nước Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc, khởi đầu chặng đường lịch sử mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Việt Nam, từ lịch sử trải qua nhiều năm chiến tranh, chúng tôi hiểu sâu sắc ý nghĩa của hòa bình và giá trị của phát triển, quyết tâm thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, với khát vọng Việt Nam hùng cường hướng tới trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào 2045. Trên chặng đường đi lên đó, hợp tác với Liên Hợp Quốc luôn giữ vị trí quan trọng trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. Chúng tôi sẽ phấn đấu thực hiện hiệu quả những hoạt động hợp tác với Liên Hợp Quốc, đóng góp xử lý các thách thức toàn cầu trong khả năng của mình. Chúng tôi sẵn sàng tham gia cùng Liên Hợp Quốc ứng phó với khủng hoảng lương thực hiện nay. Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh, hành trình mà Liên Hợp Quốc và Việt Nam cùng kỷ niệm là hành trình đi từ chiến tranh đến hòa bình, từ nhận viện trợ đến tự cường, từ nghèo đói đến phát triển. Và Liên Hợp Quốc mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Việt Nam vì hòa bình, phát triển bền vững và quyền con người cho tất cả mọi người. Các nước đang phát triển là nạn nhân của sự bất bình đẳng và bất công trong hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Điều này càng cho thấy tính cấp thiết cần cải cách hệ thống này. Chúng ta cần công lý, đoàn kết và hợp tác hơn nữa. Cuộc chiến chống lại khủng hoảng khí hậu chính là mặt trận mà chúng ta phải đoàn kết hơn bao giờ hết. Nhiệt độ trái đất chỉ mới tăng 1,2 độ mà chúng ta đã phải chứng kiến những hệ quả khủng khiếp. Đất nước Việt Nam với hơn 3.000 km bờ biển, nhiều thành phố và vùng đồng bằng trũng thấp đang ở tuyến đầu hứng chịu tác động gay gắt của biến đổi khí hậu. Gần 1/4 dân số Việt Nam đang sinh sống tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là một trong những nơi dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Nếu không có hành động chung về khí hậu toàn cầu, chỉ trong thập kỷ này, hơn 1 triệu người Việt Nam có thể bị đẩy vào cảnh nghèo cùng cực. Lúc đó, thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu ở Việt Nam có thể tăng gấp 50 lần vào năm 2050. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đề cao Việt Nam, quốc gia đi đầu trong thiết lập một khuôn khổ hợp tác mới với liên minh gồm các nước phát triển và các tổ chức tài chính để thúc đẩy chuyển đổi công bằng và bao trùm sang năng lượng tái tạo. Tiên lên cùng tiên lên. Onward, we advance together. Chúng ta sẽ cùng đi lên, đúng như lời cổ vũ trong bản quốc ca Việt Nam. Vietnam National Anthem. Vào sáng ngày 22 tháng 10 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến thăm của Ngài Tổng thư ký, cảm ơn Liên Hợp Quốc đã luôn đồng hành cùng Việt Nam trên mọi chặng đường phát triển. Đặc biệt, sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đã góp phần giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tổng thư ký chia sẻ khó khăn của các nước, trong đó có Việt Nam do tác động của kinh tế thế giới. Đánh giá Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong cuộc chiến chống bất bình đẳng xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu và đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người. Thủ tướng đã chia sẻ một số khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng, an ninh năng lượng, lương thực, chống biến đổi khí hậu và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng nhấn mạnh cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, đoàn kết quốc tế, đề cao chủ trương đa phương trong xử lý các thách thức chung. Việt Nam ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và sẵn sàng đóng góp hết sức mình cho công việc chung của Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc và cá nhân ông sẽ tiếp tục hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam theo hướng xanh, bền vững và tự cường. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí việc gia tăng hợp tác giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc, coi trọng vai trò của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh
an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cũng trong ngày 22 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trước đây và hiện nay, nhất là thông qua cơ chế COVAX, đã cung cấp cho Việt Nam 61,7 triệu liều vaccine và nhiều vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. Đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc giúp nâng cao năng lực các cơ quan dân cử cùng kỹ năng của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Liên Hợp Quốc cùng với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam tổ chức đối thoại về vấn đề chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số. Nhấn mạnh Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như Hiến pháp về biển và đại dương có tính toàn vẹn, phổ quát, mong muốn Liên Hợp Quốc hiểu, chia sẻ lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông và vấn đề liên quan đến an toàn, tự do hàng hải. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chia sẻ rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào vì tiếng nói của Việt Nam được tất cả các quốc gia tôn trọng. Cho biết Liên Hợp Quốc cũng vừa đưa vấn đề chuyển đổi số, an ninh mạng vào chương trình nghị sự về công nghệ. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh các sáng kiến của Việt Nam, khẳng định Liên Hợp Quốc luôn hỗ trợ Việt Nam theo khuôn khổ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển năm 1982. Trong chuyến thăm Việt Nam vào sáng ngày 22 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến thăm Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Tại buổi làm việc, ông Antonio Guterres nhấn mạnh vai trò của công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, cho biết Liên Hợp Quốc đang nỗ lực thiết lập một hệ thống liên minh cảnh báo thiên tai ở các nước trong 5 năm tới, đánh giá cao những kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực cảnh báo thiên tai, cho rằng khi có hệ thống cảnh báo sớm sẽ sớm biết tai họa xảy ra, từ đó có thời gian để sơ tán người dân, bảo vệ tài sản. Ông Antonio Guterres mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm phát triển hệ thống này nhằm phục vụ người dân, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan khí tượng của các nước trên thế giới trong lĩnh vực này. Chiều ngày 20 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đi dạo tại phố đi bộ Hồ Gươm cùng người dân thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Hồ Hoàn Kiếm và cùng tới thăm đền Ngọc Sơn, chia sẻ về việc năm 1999, thủ đô Hà Nội tự hào được UNESCO chọn là thành phố tiêu biểu của châu Á-Thái Bình Dương và là một trong năm thành phố trên thế giới nhận giải thưởng thành phố vì hòa bình. Chủ tịch nước cho rằng giải thưởng này đã góp phần lan tỏa khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng giới thiệu với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về một số nét văn hóa, ẩm thực của Việt Nam. Tổng thư ký cảm ơn Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành cho ông sự đón tiếp thịnh tình, đồng thời khẳng định ông rất vinh dự được tới thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Và trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã dành cho Đài truyền hình Việt Nam một cuộc phỏng vấn. Trong đó, người đứng đầu Liên Hợp Quốc khẳng định vị thế của Việt Nam ngày càng được đề cao và tiếng nói của Việt Nam ngày càng được coi trọng tại Liên Hợp Quốc. Xin cảm ơn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam. Xin ông cho biết 3 điều ông ấn tượng nhất trong quá trình 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Ở thời điểm mới gia nhập Liên Hợp Quốc, Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề đói nghèo. Còn ở thời điểm hiện tại, Việt Nam được biết đến như một nền kinh tế đầy năng động. Vị thế của Việt Nam ngày càng được đề cao và tiếng nói của Việt Nam ngày càng được coi trọng tại Liên Hợp Quốc. Thứ hai, Việt Nam ngày càng tham gia tích cực vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Nên nhớ, hoạt động gìn giữ hòa bình là những hoạt động quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc. Thứ ba, Việt Nam là một trong những nước nghiêm túc thực hiện các mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc, nhất là các mục tiêu phát triển bền vững tới năm 2030. Việt Nam có thể trở thành một hình mẫu phát triển kinh tế, nhưng vẫn quan tâm đến môi trường. Một trong những điểm sáng về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam trong thời gian vừa qua là sự phối hợp giữa WHO và Bộ Y tế trong việc phòng chống dịch COVID-19. Ông đánh giá như thế nào về tình hình chống dịch COVID-19 của Việt Nam? Nhờ có việc triển khai các chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 thành công, Việt Nam đã tìm thấy điểm cân bằng giữa việc bảo vệ sức khỏe của người dân và việc mở cửa kinh tế trở lại. Dự báo,
mức tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt khoảng 8% trong năm nay. Điều này có nghĩa rằng các chính sách đã hoạch định và thực thi một cách hiệu quả, không chỉ kiểm soát dịch bệnh mà còn xử lý hậu quả của COVID-19 để lại. Như ông nói thì việc chống dịch thành công của Việt Nam là nền tảng để mở cửa nền kinh tế. Ông có nhận định như thế nào về nỗ lực phát triển kinh tế xã hội phục hồi sau đại dịch của Việt Nam? Tôi rất ấn tượng với con số dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 8% trong năm nay, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với giảm phát. Điều đó cho thấy các chính sách điều hành kinh tế đã rất thành công. Khi kinh tế phát triển, sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thu nhập cho người dân. Điều này sẽ giúp hỗ trợ tiếp cận y tế và giáo dục. Trong khi đó, rất nhiều nước trên thế giới đang cạn kiệt nguồn lực để phục vụ cho các nhu cầu của người dân. Đó là khi nghèo đói, bất bình đẳng trong tiếp cận các nguồn hỗ trợ hậu COVID xảy ra. Xin cảm ơn ông.